Xin chào mọi người, thì hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ đến tham quan trang trại Nắng và Gió, một cái mô hình trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Global Gap và trồng trực tiếp trên nền đất. Thì hiện tại giờ là đang 9 giờ sáng nên nhiệt độ trong nhà màng sẽ rất là cao. Và trước khi đi vào bên trong nhà màng này, giới thiệu về cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng tại cái vườn dưa lưới này, thì chúng tôi sẽ cho mọi người tham quan một chút trong cái vấn đề đó là cái quy trình cải tạo đất trong cái vấn việc trồng dưa lưới trực tiếp trên nền đất. Đối với một cái khu vực nhà màng mà trồng dưa lưới trên nền đất liên tục 4 năm vụ thì rất là dễ bị phát sinh mầm bệnh. Chính vì vậy nên cái việc mà chúng ta trồng sen canh hay là lung canh những loại cây khác để cho thứ nhất nó sẽ hút bớt một phần dinh dưỡng dư thừa trong quá trình chúng ta tưới dưa. Thứ hai đó là sẽ xử lý được một số loại mầm bệnh, nấm cũng như là hạn chế được những loại vi khuẩn nó sống ký sinh trên cái rễ cái dưa lưới. Như trên video mọi người thấy này là cái vườn bắp đang trồng trong cái nhà màng luôn. Nhà màng này lúc trước là trồng dưa lưới, chúng tôi sẽ trồng lung canh một cái vụ bắp để cơ bản là cái rễ của cây bắp và bản chất cây bắp là một cái loại cây hút dinh dưỡng rất là mạnh. Nó sẽ hút hết dinh dưỡng dư thừa trong những cái vụ dưa chúng tôi tưới nhỏ giọt. Thì cái hệ thống dây tưới dưa nhỏ giọt thì chúng tôi sẽ bắt bên hông hai nhà màng. À, như mọi người thấy ha. Rồi trồng bắp và chúng tôi sẽ không có chú trọng, không có quan trọng cái vấn đề đó là thu hoạch bắp, mà chúng tôi quan trọng nhất là cái vấn đề cải tạo hút hết dinh dưỡng dư thừa và một phần là xử lý được cái thay đổi được cái loại ký chủ của vi khuẩn nấm đối với cây dưa lưới. Và bắp này sẽ được thu hoạch làm thức ăn xanh để nuôi bò. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi tham quan một chút vào cái mô hình trồng dưa. Đây là một cái nhà màng trồng dưa lưới đang trong cái quá trình đó là giai đoạn là tạo găng lưới. Thì dưa lưới ở đây được trồng theo tiêu chuẩn Global Gap và giống lưới mà chúng ta đang nhìn thấy đây là giống lưới TL3 nha mọi người. Bản chất cái đặc tính của dưa lưới TL3 này là cái găng lưới màu trắng, vỏ màu xanh và ruột bên trong màu cam, màu vàng cam, ăn rất là ngọt, độ rít dao động từ 15 trở lên khi đạt chuẩn chín. Vua nhà màng rá khá là nóng. Thì giới thiệu một chút về cái quy trình kỹ thuật trồng cái cây dưa lưới này. Thì dưa lưới TL3 tại trang trại Nắng và Gió sẽ được trồng cải tạo trong chu kỳ là khoảng 10 đến 15 ngày. Tức là từ 10 đến 15 ngày chúng tôi sẽ cải tạo đất, cày phay 4 lớp phân, 4 hữu cơ vi sinh, phân trùng quế, xử lý khuẩn bằng vôi, vân vân. Thì trong vòng 10 đến 15 ngày đó chúng tôi đồng thời song song là trồng ươm dưa lưới con. Để khi mà giai đoạn mà cải tạo đất, 4 lớp phân hữu cơ, khử khuẩn đất xong rồi thì chúng tôi sẽ trực tiếp trồng cái dưa lưới có từ 2 đến 3 lá thật trong cái nhà ươm ra bên ngoài những cái luống dưa này. Đấy. Và trong vòng kể từ khi trồng cây con ra đất đến khi thu hoạch là chúng ta mất khoảng từ 60 đến 65 ngày tùy vào điều kiện thời tiết. Và để làm sao mà chúng ta đảm bảo được cái năng suất tốt nhất thì cái chế độ phân cũng rất là quan trọng. Nó quyết định đến năng suất, độ ngọt của trái cũng như là phẩm chất tính trạng bên ngoài của cây. Thì cái dòng đời dưa lưới là khoảng tầm 60 đến 65 ngày thì chúng ta sẽ chia thành từng giai đoạn để có một cái công thức tưới phân riêng. Và đặc biệt hơn là chúng ta là thấy rằng dưa này là dưa trồng trong đất ha. Dưa trồng trong nền đất nên cái đặc tính của cái việc giữ nước, giữ ẩm cũng như là dinh dưỡng sẽ được cây hấp thụ từ từ, cũng như là cái vấn đề kiểm soát dinh dưỡng nó sẽ khác so với trồng trong giá thể. Mỗi loại quy trình sẽ có một cái công thức cũng như là chất lượng, ưu và nhược điểm khác nhau. Đối với cái việc trồng dưa ngoài đất này thì cái bộ rễ của cây sẽ được bung xuất phát triển và cái phẩm chất trái nó sẽ ngon, ngọt và lành hơn. Thì tôi ăn và đánh giá là như vậy. Dưa lưới thì nó rất là dễ bị bệnh bởi vì nó là một loại cây nhạy cảm với nấm và virus. Bệnh phổ biến nhất của cái cây dưa lưới trong giai đoạn nhỏ là bệnh bọ chỉ, nấm. Còn giai đoạn cây trái nó lớn rồi thì nó rất là dễ bị héo xanh hoặc là bị nấm trái. Đấy. Chúng ta sẽ được sử dụng những cái dòng thuốc sinh học để khử những cái loại sâu hại, bệnh hại này để làm sao đảm bảo năng suất đạt được tốt nhất có thể để chúng ta có thể là
thu hoạch được sản lượng cao và thu được nhiều lợi nhuận. Thì trong quá trình xem video thì mọi người có vấn đề gì thắc mắc hoặc không hiểu thì cứ mạnh dạn trao đổi và đặt câu hỏi, và rất là sẵn lòng mời mọi người đến tham quan trang trại Nắng và Gió để chúng ta cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến mô hình nông nghiệp vườn ao chuồng, phân bón trùng quế và du lịch sinh thái trải nghiệm tại trang trại Nắng và Gió Ninh Thuận. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau. Chúng ta sẽ đi tham quan một vòng và nói tiếp những cái vấn đề khác về nông nghiệp tuần hoàn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau nhé.